vận động viên đang bị ghét nhất Trung Quốc, họ càng chỉ trích, tôi càng vui. U Yani, vận động viên vượt rào hàng đầu của Trung Quốc thường bị chỉ trích vì trang điểm đậm. Chia sẻ về Olympic Paris và cách cô đối mặt với áp lực, sự thù ghét trên mạng. Đối với ngôi sao điền kinh Trung Quốc U Yani, 12 tháng qua đã mang lại cho cô cả những đỉnh cao đáng kinh ngạc lẫn những khoảng thời gian trầm lắng đến đáng sợ trong sự nghiệp. U đã phải hứng chịu những lời chỉ trích gay gắt sau khi gây thất vọng trong hai vòng đấu ở Diamond League vào tháng 4. Trong đó cô xếp cuối cùng trước các vận động viên châu Âu và Mỹ với thời gian 13,04 giây. Tuy nhiên, trong tháng này, cô đã phục hồi trở lại. Thiết lập kỷ lục cá nhân mới là 12,8 giây để giành danh hiệu đường đua ngoài trời đầu tiên tại sự kiện World Continental Tour Gold ở Tokyo, Nhật Bản. Ngoài sự nghiệp thể thao, U cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt đối với phong cách cá nhân, từ hình xăm, cách trang điểm và lựa chọn trang phục thi đấu. Trước những lời chỉ trích, chê bai, U nói cô không quan tâm vì luôn tin rằng mình có đủ can đảm để bị ghét. Khoảnh khắc tồi tệ nhất. Sinh năm 1997 tại tỉnh Tứ Xuyên, U là đứa trẻ năng động, ban đầu thích học khiêu vũ. Năm 9 tuổi, cô tham gia một cuộc thi thể thao ở Nội Giang. Tại đây, cô được một huấn luyện viên phát hiện và nhìn thấy tiềm năng trong môn điền kinh. Sau một thời gian tập luyện ở Thành Đô, U được chọn vào đội vượt rào của Đại học Thể thao Bắc Kinh vào năm 2012, đánh dấu khởi đầu trong sự nghiệp thể thao. Cô xuất hiện lần đầu trong đội tuyển điền kinh quốc gia Trung Quốc vào năm 2019. U nhanh chóng trở thành một ngôi sao đang lên. Cô đã giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Quốc gia Trung Quốc vào năm 2018 và 2020, cũng như giải vô địch điền kinh quốc gia vào năm 2021 và 2023. Cô còn gây ấn tượng tại các giải vô địch thế giới, Thế vận hội và Đại hội Thể thao Châu Á. U hiện là nữ vận động viên hàng đầu của Trung Quốc ở nội dung 100m vượt rào. Tuy nhiên, U đã gây chú ý theo một cách khác tại Đại hội Thể thao Châu Á năm ngoái ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Cô xuất phát sai và có thành tích đáng thất vọng. Theo sau đó là sự giám sát gắt gao hơn của công chúng và những lời chỉ trích trực tuyến. Thế nhưng, vận động viên này đã có hơn 3,2 triệu người theo dõi trên Douyin. Trong đó nhiều người khen ngợi U vì sự tự tin, bản lĩnh và phong cách nổi bật. U chia sẻ với The Paper rằng Đại hội Thể thao Châu Á năm ngoái là khoảnh khắc tồi tệ nhất, nhưng cũng cho cô bài học lớn trong sự nghiệp. Có lẽ sau đó, không còn gì có thể tệ hơn nữa. Trải qua điều đó, bây giờ tôi có thể thư giãn một chút. Trước đây, tôi thi đấu chỉ để cạnh tranh, nhưng bây giờ tôi có thái độ vui vẻ hơn. Tôi tập trung vào quá trình và bỏ qua kết quả. Cô nói, có lẽ thái độ mới đã giúp U giành được suất tham dự Thế vận hội Paris 2024 sau khi thiết lập kỷ lục cá nhân mới tại Đại hội Thể thao Đại học Thế giới. Được tổ chức tại Thành Đô, cô cũng trở thành vận động viên đầu tiên từ Tứ Xuyên đủ điều kiện tham dự Thế vận hội. Đối mặt với sự căm ghét, U chia sẻ chính mẹ là người khuyên cô trang điểm khi thi đấu. Lúc tôi bắt đầu đạt được kết quả khá tốt trong các cuộc thi, mẹ đã nói với tôi, con gái nhất định phải trang điểm, trông sẽ đẹp hơn khi lên hình. Nhưng tôi đã lười biếng và không muốn trang điểm. Mùa hè năm 2023, khi U tham gia cuộc thi điền kinh trong nhà ở Thành Đô, đó là lần đầu tiên cô thử trang điểm. Tôi cảm thấy đó là sự cải thiện rõ rệt so với việc không trang điểm, vì tôi trông không còn xanh xao và mệt mỏi như trước nữa. Tôi trông đẹp hơn đáng kể với một chút màu sắc trên khuôn mặt. Kể từ đó, mỗi khi thi đấu, tôi luôn trang điểm. Từ đây, U cũng bị nhiều người chỉ trích, bắt nạt trên mạng xã hội. Đối mặt với những bình luận tiêu cực, U nói, tôi biết sức mạnh của chính mình. Họ càng chỉ trích tôi càng vui và có động lực. Nếu bạn không tin thì cứ chờ xem. U cho rằng khi bị mọi người chú ý hơn, cô còn có thể thi đấu tốt hơn. Khán giả càng đông, tôi càng hào hứng, càng muốn thể hiện. Ngoài ra, tôi nghĩ việc con gái trang điểm là điều bình thường. Bạn không thể tước đi quyền quan tâm đến ngoại hình của một người. Với hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, U thường bị nói đang tìm kiếm sự chú ý để trở thành ngôi sao mạng hơn là vận động viên. Tuy nhiên, U phủ nhận khả năng này. Tôi không chấp nhận danh hiệu ngôi sao mạng.
Tôi nghĩ mình là một vận động viên mạnh mẽ và đã dựa vào sức mình để lọt vào Thế vận hội Paris năm nay. Tôi cũng dựa vào sức mạnh của chính mình để cho mọi người biết tôi là U Yani. Hiện tại, U tập trung luyện tập để chuẩn bị cho kỳ Olympic đầu tiên của mình. Mục tiêu của tôi là phá kỷ lục quốc gia Trung Quốc 12,64 giây, cô nói. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.